Tương tự phía dưới này sẽ có rất là nhiều trò chơi cho anh em chơi. Khi chúng ta chơi kiếm được kim cương, nó sẽ hiển thị chữ đồng này anh em. Ở đây anh em sẽ có các nhà mạng như là Zmobile, Mobile, Vina, Vietnam Mobile, rồi Mobifone, Viettel Anh em có thể là chọn thẻ 10 ngàn này, thấp nhất rồi. Còn cao nhất anh em sẽ chọn lên tới là 200 ngàn. Trước khi review cho anh em cái con app mới này thì mình sẽ quay random nhá à, trò chơi nhân phẩm để xem ai may mắn nha. Rồi sao chép này. Rồi bạn like thứ 100 nhận Momo số điện thoại là 58447 nha. Nếu anh em nào mà từng chơi ứng dụng báo hay 24 giờ á thì ứng dụng ngày hôm nay nó cũng chung một nhà sản xuất với ứng dụng báo hay 24 giờ. Link tải ứng dụng ở dưới phần mô tả video nha. À, nếu anh em quan tâm có thể tải về. Hiện tại nó chỉ có trên Android thôi nha. iOS thì nó chưa cập nhật đâu. Vào ứng dụng nó sẽ kêu chúng ta điểm danh để nhận được kim cương này Rồi bấm OK Chúng ta có thể xem video quảng cáo ngắn để nhận x2 Còn không muốn thì tắt nó đi Anh em về phần cá nhân Cái hình dòng người này Đăng nhập tài khoản cho mình nha Đăng nhập bằng tài khoản Facebook này Đăng nhập thành công Nó sẽ hiển thị ra cái tên Facebook của mình này Rồi đến cái phần bên cạnh nhá đó, ở đây chúng ta sẽ có một cái mã code đi tuyển rep như thế này Thưởng giới thiệu này cộng 1.000 kim cương và 15% kiếm được từ bạn bè Phía dưới này nó sẽ có một cái đường link, đường link này dùng để tải ứng dụng thôi Người bạn giới thiệu phải nhập cái mã code vô đây này Ví dụ như anh em mới chơi nhá không có cái mã code đó, thì bạn có thể nhập cái mã code của mình vô đây Giá này, đô này, bấm chữ xác nhận để nhận được 200 kim cương nhé à, Bên trên này chúng ta sẽ có chữ nhiệm vụ này, kim cương này và cái hình xét Set này là energy năng lượng của chúng ta khi mà chúng ta chơi các trò chơi ấy. Phía dưới là các nhiệm vụ mà anh em có thể hoàn thành để nhận được nhiều kim cương hơn. Rồi, cái trò chơi, về lại cái phần trò chơi đi. Còn cái phần thứ hai này nó ở đây nó sẽ hiển thị ra các cái danh sách những người mà kiếm được tiền đứng đầu nha anh em. Rồi, đến cái phần trò chơi là cái phần chính của chúng ta. Ở đây anh em có thể chọn các trò chơi để chơi ha. Đương nhiên là bạn cần phải có năng lượng rồi thì bạn mới chơi được. Mình sẽ chọn một trò bất kỳ đi. Ví dụ như trò là 2048 này Mình sẽ tải nó về sau đó bấm vô chơi Mỗi lần chơi mình sẽ tốn 5 năng lượng này Bấm trò chơi mới Rồi chúng ta bấm này cho nó rớt này Anh em có thể di chuyển để thả nó xuống nhé Số 2 này Số 2 rớt xuống này thành số 4 này bây giờ 16 này. 16 này 16 này 4 này 16 này 2 này hoặc là anh em cứ bấm cho nó rớt tùm lum tà la đi mỗi lần chúng ta qua được một driver anh em sẽ nhận được là kim cương và cái cúp còn cái cúp này nó dùng để xếp hàng bạn thôi ha chúng ta cũng có thể nhận được x2 nếu như xem một video quảng cáo ngắn tương tự phía dưới này sẽ có rất là nhiều trò chơi cho anh em chơi khi chúng ta chơi kiếm được kim cương nó sẽ hiển thị chữ đồng này em người là 100 kim cương nó tương đương với là 100 đồng mình đã có 292 kim cương nó tương đương với 292 đồng nha vậy thì đổi cái kim cương này ra thẻ cào như thế nào chúng ta lại về phần cá nhân của chúng ta bấm chưa đổi này ở đây anh em sẽ có các nhà mạng như là Zmobile, Vina, Việt Mobile rồi Mobifone, Viettel anh em có thể là chọn thẻ 10.000 này thấp nhất rồi còn cao nhất anh em sẽ chọn lên tới là 200.000 nó tương đương với là kim cương anh em phải có nhiều nhá ví dụ 10.000 đồng thì anh em cần phải có là 10.000 kim cương nếu như có đủ kim cương anh em cứ bấm bôi là mã thẻ đổi trong vòng 24 giờ nó sẽ gửi thẻ cho bạn thẻ thì gồm series và mã nạp luôn nha nó sẽ gửi bên phần lịch sử này anh em có thể vô đây để kiểm tra